Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, cán bộ y bác sĩ huyện Văn Chấn đã phát huy vai trò nòng cốt trong công tác phòng chống dịch bệnh ở địa phương, góp phần quan trọng trong việc kiềm chế dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe của nhân dân trên địa bàn. Công tác tại trạm y tế xã Suối Quyền, như khi dịch bệnh COVID-19 có nguy cơ bùng phát, bác sĩ Nguyễn Bá Thành đã được trưng tập về làm nhiệm vụ giám sát, chăm sóc sức khỏe người dân trong khu cách ly tập trung. Bác sĩ Thành đã phát huy tinh thần trách nhiệm, tận tình giúp đỡ người dân thực hiện các biện pháp chống dịch, đảm bảo tuyệt đối an toàn khu cách ly. Những áp lực trong phòng chống dịch bệnh là trải nghiệm giúp bác sĩ Thành nâng cao tinh thần trách nhiệm cũng như trình độ chuyên môn để thực hiện tốt hơn nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe nhân dân. Chúng tôi làm ở trạm y tế thì cũng không đông người như này cả, bệnh nhân cũng không nhiều như này. Nên ở đây là mình cũng làm một cái trải nghiệm để mình học hỏi được rất nhiều những cái chuyên môn rồi những cái kỹ năng. Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, để đảm bảo các nhiệm vụ theo kế hoạch và phát sinh, ngành y tế huyện Văn Chấn đã phân công nhiệm vụ hợp lý, đồng thời điều chỉnh linh hoạt để cán bộ y bác sĩ hoàn thành nhiệm vụ. Từ việc truy vết, giám sát dịch bệnh đến việc lấy mẫu xét nghiệm, tổ chức cách ly, thu dung, tiêu độc khử trùng, đến việc tổ chức tiêm phòng vaccine, các cán bộ y bác sĩ đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Ngoài ra, ngành y tế huyện Văn Chấn còn cử 22 lượt cán bộ tham gia giúp đỡ các tỉnh bạn thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19. Thực hiện nhiều nhiệm vụ trong điều kiện khó khăn vất vả. Nhưng cán bộ y bác sĩ luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, tận tụy, hết mình phục vụ nhân dân. Nỗ lực của các chiến sĩ áo trắng đã nhận được niềm tin yêu của nhân dân và góp phần kiềm chế dịch bệnh lây lan trong cộng đồng. Thế họ đây chăm sóc rất tốt rồi chưa đó. Các bác ở đây quan tâm như này, hay hỏi thăm. Rồi ăn thì lúc nào cũng mang nhiều. Em nhờ mang ít nhiều, các bác cứ sợ thiếu nên cứ mang nhiều. Nói chung là ở đây mọi người nhiệt tình và cẩn thận, quan tâm. Chúng tôi làm việc trên tinh thần gọi là lương y như từ mẫu. Nói chung là đã có việc thì đến tay mình là mình phải làm, mà làm hết trách nhiệm thì thôi. Anh em thì lại sau khi gọi là căng thẳng rồi thì cũng có tiếng nói tiếng cười với nhau. Đời sống tinh thần của anh em chúng tôi là không có ảnh hưởng gì cả. Thời gian qua, 267 cán bộ y bác sĩ huyện Văn Chấn đã nỗ lực trên tuyến đầu chống dịch. Mặc dù lực lượng mỏng, song ngành y tế huyện Văn Chấn đã huy động lực lượng phù hợp, đồng thời xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động khoa học, góp phần kiềm chế phòng chống dịch bệnh hiệu quả. Trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, ngành y tế huyện Văn Chấn đang tích cực chuẩn bị lực lượng, phương tiện, trang thiết bị sẵn sàng ứng phó với những tình huống dịch bệnh có thể xảy ra. Đối với ngành y tế thì đã lên phương án, đã chuẩn bị các cái điều kiện như về nhân lực con người, đã thành lập các cái tổ truy vết, tổ điều tra và cái tổ phòng chống dịch lưu động. Về cơ sở vật chất thì đã chuẩn bị đầy đủ các phương tiện để phục vụ công tác phòng chống dịch, ví dụ như là máy móc, bình phun, rồi hóa chất, khẩu trang, thuốc, nước sát trùng tay nhanh để phục vụ cho cái công tác phòng chống dịch. Rồi đồng thời là phối hợp với các ban ngành tổ chức làm tốt cái công tác tuyên truyền và đi kiểm tra, giám sát các địa phương để thực hiện các cái biện pháp phòng chống dịch, đặc biệt là thực hiện cái thông điệp 5K của y tế. Thế đồng thời rà soát tất cả các đối tượng đi từ các cái vùng có nguy cơ dịch trở về địa phương hoặc là làm ở các công ty trở về, rà soát quản lý. Và những đối tượng nghi ngờ thì chúng tôi sẽ tiến hành là lấy toàn bộ mẫu xét nghiệm và cho hướng dẫn cách ly y tế tại nhà. Trước diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh, những chiến sĩ áo trắng ở Văn Chấn đã phát huy tinh thần trách nhiệm, nỗ lực hết mình trên tuyến đầu, góp phần ổn định đời sống sức khỏe của nhân dân.